Sau đây là danh sách học sinh giỏi của khối 6. 631 Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Anh Đức, Nguyễn Huy Lan, Trần Vũ Khang, Võ Ngọc Như Lan, Nguyễn Thị Yến Như, Phan Anh Thư, Nguyễn Ngọc Bảo Thư, Nguyễn Ngọc Quyền Tân, Đăng Minh Trung, Đoàn Bá Ngọc, Bạch Khang Thảo Như, Võ Huy Nhung và Nguyễn Quỳnh Như Thụ. Xin nhờ chỗ bộ phận, xin mời giáo viên chủ nhiệm. 631 xin lỗi nè, 632 là Đoàn Bá Ngọc, Bạch Khang Thảo Như, Võ Huy Nhung và Nguyễn Quỳnh Như Thụ nha. Thời ủng hộ cho anh em. Số 2 nè. Xin mời chủ nhiệm 631 và 632 hỗ trợ phát quà cho em. Và xin mời bà Lâm Thanh Vương, bà Lý Thanh Sinh cùng hỗ trợ cho phần trao quà cho các học sinh ạ. Nếu cô bác không phải tên một lát về lớp tự mình đổi với nhau, hiểu không? Mình quà thì giống nhau với khen họ tự đỏ. Để tự cái khen bên ngoài cái con gái. Nhận khen là để phần tờ với khen bên ngoài. Ừ. Nghe vô biết rồi gì? Không cần cái giấy đó, cần cái quà. Cần cái quà. Không cần tự cái khen hả? Tế hả? Tế hả? Xe xếp nó đứng gì? Đó, bởi là đứng xếp một cách. Đứng gì? Đứng chữ V là đứng một chữ. Bé gái, đứng chữ này xuống này là con đứa hình bằng cung á. Mình hơi cong tí cho con nhẹ thôi. Đúng rồi, bé gái đứng chữ này trước đó con. Rồi mấy bạn mới xếp qua cho mà. Cho cô che vô giữa cô chụp hình đó. Đứng. Rồi, thôi rồi. Cô che ra phía sau đi, đứng phía trước chụp bút chữ. Cô là sao á? Đề nghị giáo viên ra sao đi? Chị Kim ơi, bước ra sao em, chị Kim ơi? Một ngày hôm nay để chúc mừng cho các em học sinh giỏi của 61, 62. Chào chưa nha, chừng nào thầy nói xong rồi được đi nha. Rồi, về vị trí. Thầy cô, chú phụ huynh và các em học sinh. Đi từ từ, cái mũ nó đéo, đi từ từ. Tiếp theo là những học sinh giỏi của 63, 24, 25, 26, rồi. Nguyễn Hồ Cẩm Lưu, 63, Trần Thị Yến Ngọc, 63, Nguyễn Hồng Nhung, 63, Nguyễn Thị Lệ Thu, 63, Nguyễn Thị Thùy Trang, 63, Nguyễn Thị Anh Thi, 64, Phạm Vương Thành Đạt, 65, Lê Thị Mỹ Nguyên, 65, Phạm Ngọc Như, 65, Đỗ Hương Từ, 65 và Nguyễn Thái Thị Vân, 66. Xin mời quý thầy cô giáo viên chủ nhiệm sẽ lên theo dõi những thầy cô em. Không ơi, tiếp quá cho vô giữa đi. Thầy cô giỏi sẽ lên ra mặt cho anh em dựng cho hỗ trợ tiếp phần cho quà cho anh em. Rồi mời quý thầy cô đứng đứng sau em học trò. Rồi mời quý thầy đứng sau lưng em học sinh. Rồi chụp hình với thầy cô ơi. Rồi. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho tất cả các học sinh. Xin cảm ơn quý phụ huynh, cảm ơn ban đại diện.